Xin chào mọi người đã quay lại với kênh của Shop FGB. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 13 tháng 1 nha. Và đơn hàng của ngày hôm nay có rất là nhiều đơn hàng cực kỳ xinh xắn với những món đồ cực kỳ là đáng yêu luôn. Chúng ta đến với đơn hàng đầu tiên. Đơn hàng đầu tiên là đơn hàng của bà Hiệp Bắc, có giá là 296.000 đồng. Tèn tết, và đây là đơn hàng của bà Hiệp Bắc đây. Mở đầu đơn hàng đó chính là hai cái bộ kit lam, kit để làm lam nè. Đó, bộ kit làm lam của shop FGB thành phần gồm có keo sữa, đất sét, borax, keo trong, tuyết nhân tạo, màu, hũ đựng, xốp, jam, bom bom và hương nè. Ở đây có khuyến cáo của shop, các bạn nhớ đọc nha. Ở bên này cũng vậy luôn. Nhưng mà hai cái bình nó khác nhau ở chỗ là nó có màu tím này, còn này là đất sét màu hồng. Có cả hũ xốp, rồi màu chim phiến các kiểu luôn ha. Nói chung rất là đầy đủ các dụng cụ để làm lam luôn. Một bộ kit lam như vậy là 30.000 đồng, và hai bộ là 60.000 nha. Wow, sản phẩm tiếp theo đây chính là một combo phụ kiện dành cho búp bê này mọi người. Đây, combo phụ kiện có rất là nhiều đồ bên trong luôn. Có tủ lạnh nè, có bàn, có ghế, các dụng cụ dành cho búp bê luôn ha, rất là nhiều luôn. Có laptop nè, có móc quần áo nè. Đó, có vòng cổ cho búp bê khá là xinh xắn. Có túi sách nè, rồi có giá đỡ búp bê nè. Nói chung là rất là nhiều đồ luôn. Thì một cái combo phụ kiện như là 87.000. Khi mà mua combo phụ kiện á, tuy là giá nó có hơi cao một xíu, nhưng mà chúng ta sẽ lời từ 5-7.000 đồng nha. 87.000 đồng một bộ phụ kiện như vậy, chúng ta sẽ lời từ 5-10.000 đồng. Và sản phẩm tiếp theo chính là một cái bộ giấy NOS nè. Đây, một cái bộ giấy NOS thì những con chim cực kỳ là xinh xắn đáng yêu luôn. Ở đây là có cục gân trái tim, cục xúc xắc nè. Đó, rồi gân trái tim tiếp theo chúng ta cùng mở ra xem cục xúc xắc dùng để làm gì nha. À, ở đây nó còn có gương nữa nè, với những cái miếng sticker hình mặt cười cực kỳ là xinh xắn và đáng yêu luôn ha. Rồi còn đây là những cái giấy NOS. Hơn nữa ở dưới này còn có một cái tấm để chơi nữa nè. Cái tấm này sẽ chơi chung với cái cục xúc xắc á. Mà chơi sao thì về nhà mọi người tự tìm hiểu đi nha, cho thêm phần tính tò mò. Cái này nó rất là đẹp, chị rất là thích màu xanh nước luôn. Mà thay kệ đi, cái hộp giấy nát này có giá là 8.000 đồng. Nó vừa có gương nè, vừa có giấy nát nè, vừa có gơ mà vừa có những cái hình sticker, vừa có đồ chơi giải trí nữa, cực kỳ là đáng giá tiền luôn nha. Chỉ có 8.000 đồng thôi, chúng ta đã sở hữu được một cái hộp giấy nát như vậy rồi nè. Tiền tên, và đây hai là hai cái hộp gom sọt rác nè mọi người. Đây là hai cái cục gom sọt rác, nhắc nhở chúng ta luôn phải đổ rác đó. Trong có rất là nhiều gom luôn nè, gom dưa hấu, gom trái cây, gom thiên nga các kiểu nè. Nó có rất là nhiều gom luôn, có cả gom cá ngựa nữa. Gom này gom gì đây? Gom đuôi cá chắc. Gom con vịt nè. Hình số 2. Có rất là nhiều cục gom luôn mọi người. Thì một cái hộp gom sọt rác như vậy á, là 5.000 đồng và hai hộp là 10.000 đồng. Khá là thân thiện với môi trường, nhắc nhở chúng ta luôn luôn đổ rác đúng quy định. Nhắc nhở chúng ta không được xả rác lung tung nữa. Hai hộp là 10.000. Lại một sản phẩm nữa cực kỳ là xinh xắn đến từ những cái đầu bếp nhí của chúng ta, đó chính là một bộ đồ chơi trẻ em bếp nhôm nè mọi người. Đây là một cái bộ bếp nhôm gồm có chảo, nồi và thao nè. Có đũa rồi có cái muỗng bằng nhôm nữa. Đó, có cái mâm bằng nhôm luôn nha. Thì đây một cái bộ bếp nhôm như vậy là 60.000, tha hồ thỏa sức cho các bạn tha hồ mà nấu nướng luôn ha. 60.000 thôi. Tiếp theo đó chính là hai bịch borax. Một bịch borax như vậy là 5.000 đồng, và hai bịch là 10.000 đồng nha. Một bịch borax khá là nhiều luôn nè. Đó, rất là dày luôn nha, 5.000 đồng một bịch. Hai bịch là 10.000. Wow, và đây là cái gì đây ta? Và đây là một cái crunchy bơ. Một cái crunchy bơ nền trắng này với những trái bơ có mặt cười. Đây, một cái crunchy bơ như vậy là 13.000 đồng nha. Ôi, có cả một cái bút mà có kính lúp nữa nè. Soi. Hãy cho mọi người cùng xem nhé. Thấy được những cái cỏ. Rồi thôi, nhìn ở qua cam thì nó khá là gọi là nó hơi mờ mắt luôn á. Thì một cái cây bút kính lúp như vậy là 5.000 đồng. Cái bút gương, cái bút kính lúp này á thì 5.000, nhưng mà nó màu là màu tím với mọi người. 5.000 một cái bút như vậy màu xanh nước. Còn đây là hai cái bịch tóc offline nè.
Đây, hai cái bịch tóc giả, một bịch tóc offline vậy là có 1 2 3 4 5 5 màu luôn. Có màu hồng nè, màu đỏ nè, màu tím, màu xanh lá và màu vàng nữa cơ. Mỗi bịch là 5.000, hai bịch là 10.000 và ship là 33.000 đồng, kết thúc đơn hàng của bà Hiệp Bắc nha. Bye bye, con chào bà. Đơn hàng thứ hai, đơn hàng của Lâm Tiểu Ngọc có giá là 78.000 đồng. Đầu tiên đó chính là một cây bút viết si mèo ú. Đây là một cây bút viết si mèo ú màu tím nha. Đây, rất là xinh xắn với hai cái má hồng hồng nè. Đó, nhìn cứ như cái bánh bao vậy á. Nhìn muốn cắn lắm. Bóp rất là mềm, rất là đã tay luôn nha. Khi mà viết thì có cái này rất là mềm nè, không sợ bị chai tay luôn. Thì một cây bút viết si mèo ú như vậy là 20.000. Tiếp theo đó chính là ba cây bút cực kỳ xinh xắn đến từ shop FGB. Thì đây là một cây bút kem hoa cúc nè. Đó, cây bút kem hoa cúc với cây bút là màu xanh và những cái kem hoa cúc thì màu trắng nha. Rồi và có một cái hũ lam, lam chanh nè, lam trái cây màu xanh lá. Và có một hũ tram hoa cúc màu cam nè, màu cam dạ quang đó mọi người. Và cây bút thì là màu trắng nha, mỗi cây là 5.000 và ba cây này là 15.000. Tiếp theo đó chính là ba cái nhãn vỡ hình cung hoàng đạo nè. Đây là cung hoàng đạo người nè, người cá, và đây là cung hoàng đạo con gà hả? Còn đây là cung hoàng đạo hình người nè mọi người. Đây thì mỗi cái bịch nhãn vỡ cung hoàng đạo như là 10.000 và ba bịch là 30.000. Hơn nữa ở đây còn có hình của thần rừng nè mọi người. Zack nha, Zack Idol. Đây, Zack trong MV Đom Đóm nè. Ngầu quá. Dễ thương cưng xỉu luôn á. Ông đang ăn gì vậy? Ông đang ăn dâu nè, ăn trái cây. Khá là cool ngầu, một bịch như vậy á là 10.000 đồng, có rất là nhiều hình của Zack luôn. À đằng sau còn có hình băng keo để dán nữa nè. Đây là cái bộ ảnh tiếp theo, vẫn là Zack trong MV Đom Đóm. À, ở đây thì có một cái hình bản trên top 1 trending luôn nè. Ngầu ha, đeo còn dây chuyền bự dữ. 10.000 đồng một bịch như vậy á, đằng sau còn có keo dán nữa nè mọi người. Thứ hai đó chính là ba cái bông tay đã chọn mẫu nhưng mà vì cái hộp này đã dán băng keo rồi nên không tháo được. Đó chính, số 1 đó chính là bông tay hoa cúc toàn tay màu trắng và một cái bông tay hoa cúc toàn tay màu xanh lá cây. Một cái bông tay rất thơm nè. Và một cái bông tay tổng cộng là có 4 cái nha, một cái bông tay hoa nhài bản vuông. Đó, thì mỗi cái bông tay là 15.000 đồng và 4 cái là 60 và ship là 33.000 đồng nha. Đơn hàng tiếp theo là đơn hàng của bạn Phạm Thị Trà My có giá 93.000 đồng. Đơn hàng của bạn gồm có hai cái bộ kit làm lam nè. Đây, hai cái bộ kit lam. Thì mỗi bộ kit lam gồm có keo sữa đất sét borax, keo trong hồ, tuyết nhân tạo, hũ đựng màu cham, xốp, bông bông và hương nha. Ở đây có cái khuyến cáo mọi người về đọc giùm mình nha. Bộ làm lam này là của shop FGB đó. Rồi chơi rất là an toàn luôn nên mọi người cứ yên tâm nha. Thì một bộ làm lam như vậy á là 30.000 đồng và hai bộ là 60, ship là 33.000 đồng, kết thúc đơn hàng các bạn Phạm Thị Trà My. Ai chà chà, chờ đợi từ nãy giờ cuối cùng cũng có đơn hàng mà có đồ ăn rồi nè. Thì đơn hàng này là đơn hàng của bạn Trần Bảo Ngọc có giá là 236.000 đồng nha. Đầu tiên chính là một bịch kẹo trà sữa nè, tôi mê kẹo trà sữa lắm luôn á nha. Được bao bọc bởi một lớp trà sữa khô bên ngoài và một bên trong của nó là một cái nhân. Đó, bên trong là một cái nhân rất là dẻo và dai luôn. Bịch kẹo trà sữa này 40.000 nha mọi người, ăn rất là ngon luôn á. Và trong cái đơn hàng của bạn cũng có một cái bộ combo lụa kim tuyến nè. Đây là một cái combo lụa nha. Đây, combo lụa này có hình anime nè. Bên này thì có một cục băng keo lớn cho ba cục băng keo nhỏ. Một cái bộ combo lụa màu da. Rồi, có giá là 50.000 đồng. Tiếp theo chính là một cây bút bình bông nè. Đây, một cây bút bình bông. Có được tặng kèm thêm một cái ngòi màu xanh để thuận tiện cho việc đổi ngòi bút đó. Tại vì cái bình bông này là cái bút màu đen. Mọi người có thể đổi ngòi để viết cho nó kiểu sao ta, kiểu như mọi người không thích xài mực đen á thì mọi người có thể chuyển sang xài mực xanh cũng được. Một cây bút bình bông 10.000 đồng nha. Một cây bút Galaxy đuôi cá cực kỳ đẹp luôn, màu hồng nè. Đây, kim tuyến lấp lánh như vậy ha. Thì một cây bút như vậy là 15.000. Có cả một cây bút kính lúp nữa nè. Đây, một cây bút kính lúp màu hồng. Bút kính lúp nha mọi người, nãy giờ cứ bị đọc lẹo lưỡi sao đó. Nó hơi mờ đó chứ. Thật kiểu như đau mắt quá. Thì còn cái bút kính lúp này là 5.000 đồng. Còn đây là cái bút hoa hồng nè. Đây, cái bút hoa hồng kim tuyến xanh nha. Đây, kim tuyến nó lấp lánh bên trong luôn. Ở trên cái bút đó còn có kim tuyến nữa nè. Đây, 5.000 đồng một cái bút hoa hồng. Và đây là một cái bút hũ
Pikachu kim tuyến tần ten nè. Đó, cái này màu trắng nè, cũng màu trắng nè. Tiếp theo đó chính là một cục gum mì. Mì nè, mì gói nha. Thì cái cục gum mì này là bao nhiêu tiền như ta? Một cục gum mì là 5 nghìn. Đây là một cái cuốn sổ nước. Đây, á chà chà, một cuốn sổ nước bơ. Có ngôi sao rồi có kim tuyến bên trong cái bịch này luôn. Thì một cái cuốn sổ nước như vậy là 17.000 đồng. Và ngoài cuốn sổ nước nó ra còn có một cuốn sổ trình ký nữa nha mọi người. Một cuốn sổ trình ký mèo nè. Đây thì một cuốn sổ trình ký mèo này có giá là 15.000 đồng, được tặng kèm một cái bút nữa nha. Này khá là xinh xắn luôn. Sổ trình ký mèo nè. Đó, một cuốn sổ trình ký mèo 15.000 đồng nha mọi người. Và tiếp theo đó chính là những cái cục kẹo Mino cực kỳ là ngon miệng luôn. Thì đây trong này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cái cục kẹo Mino mà một cục là 2.000, 10 cục là 20.000 nha. Và cuối cùng đó chính là hai bịch rong biển này, hai bịch kẹo rong biển Norita. Một bịch kẹo rong biển như vậy á là 7.000 đồng nha. À, một bịch kẹo rong biển là 8.000 đồng trước, nhầm rồi. Và hai bịch đó là 16.000 đồng. Bên trong cái lớp rong biển này có hai miếng rất là bự luôn. Thì hai cái miếng rong biển này ăn nó khá có vị mặn mặn. Bạn nào mà không biết ăn rong biển thì có lẽ là hơi tanh nhưng mà ăn được rồi ghiền luôn á nha. Và ship là 33.000 đồng, kết thúc đơn hàng của Trần Bảo Ngọc. Và tiếp theo là cái đơn hàng của chị Nhung có giá 173.000 đồng. Đầu tiên chính là một cái hộp nhẫn màu hồng rất là cute luôn ha. Đây bên trong có quá trời nhẫn luôn nè. Rất là nhiều loại nhẫn luôn, nhẫn nào cũng đẹp hết trơn á. Thì một cái hộp nhẫn như vậy có giá 140.000 đồng. Nhẫn rất là đa dạng luôn, có những con cua nữa nè. Những con ếch. Những hoa hồng. Một hộp nhẫn 100.000 và ship là 33.000 đồng, kết thúc đơn hàng của chị Nhung nha. Đáng nhiều quá trời à, quá trời nhẫn luôn. Và đơn hàng tiếp theo, đơn hàng của Vũ Cẩm Tú Quỳnh có giá là 195.000. Đầu tiên chính là một combo lụa hồng anime 50k nha. Và đây chính là combo lụa hồng anime nè. Đây có hình anime đang đi học và có một cô nàng anime đang ăn kẹo nữa. Bên này thì có ba cùng ăn kẹo, ba cùng ăn kẹo nhỏ và một cùng ăn kẹo lớn nè. Rất là xinh xắn luôn, màu hồng chấm bi mới chịu nha, 50.000. Ưi chà chà, ở đây còn có một vỉ bút kim tuyến có 12 màu nhũ và 12 cây màu dạ quang. Ở dưới này là màu nhũ nè, ở trên là màu dạ quang. Thì đây, một bộ như vậy là 24 cây màu và có giá là 70.000 nha, rất là xinh xắn luôn. Có một cái video mà shop đã test thử những cái màu này rồi đó mọi người. Ai mà muốn biết cái cây những cái màu ra sao thì hãy vô cái clip đó mà coi nha. 70.000 một bộ màu. Còn đây chính là một cái bộ giấy tô màu nha. Một cái sấp giấy A4 tô màu dày như vậy này có rất là nhiều giấy. Rất là nhiều luôn, 100 mấy chục tờ lận đó. Hoặc là bao nhiêu đó chị cũng không rõ nữa nhưng mà nhìn nó khá là dày luôn nè. Thì đây một cái một sấp giấy tô màu như vậy là 20.000 và hai sấp là 40.000 nha. Có công chúa và cô dâu, hoàng tử và cô dâu nè, hoàng tử và công chúa hay là chú rể và cô dâu. Có một công chúa trong rừng rất là đẹp luôn, 20.000 một sấp, hai sấp là 40 và ship lại 35.000 đồng, kết thúc đơn hàng của Vũ Cẩm Tú Quỳnh nha. Hai đơn hàng tiếp theo là gồm có một cái combo thích cơ lộ nè, một cái bút mực bôi được và một cuốn sổ là sao. Thì đây đơn hàng này là đơn hàng của chị Lai có giá là 105.000 đồng. Đầu tiên chính là một cái bút mực bôi được, đây là bút chuông gió chân mèo nha, màu hồng nè, mực tím, có giá là 5.000 đồng một cây. Còn đây là sổ lò xo có hình ngựa bunny cực kỳ xinh xắn luôn. Này có những cái hình trái tim nào nè. Đó, để rút để ngăn được cái kiểu ha. Nhìn trên sổ thì có ba màu, màu xanh, rồi tới màu đỏ, rồi tới màu xanh tiếp. Ngựa bunny cầu vồng. Đây, ngựa bunny này có rất là nhiều màu của cái bờm luôn nha. Magic con. Đây, cái nền màu hồng rất là lấp lánh luôn. Ngôi sao không nè. Một cuốn sổ như vậy á là 17.000 đồng. Một cái combo lụa hồng như vậy là 50k. Ở đây có rất là nhiều miếng sticker lụa như này, dùng để trang trí laptop, điện thoại, tivi hoặc là nền hoặc là những cuốn sổ của mình đó. Bên này thì các bạn một ba cùng bán cây nhỏ và một cùng bán cây lớn cho mọi người. Và ship là 33.000 đồng, kết thúc đơn hàng của chị Lai. Và đơn hàng này là đơn hàng của một bạn fan của Blackpink có giá là 163.000 đồng. Và đơn hàng này đơn hàng của bạn Huỳnh Minh Thùy Trang. Đầu tiên đó chính là một cái combo Blackpink có giá là 80k. Hay, hãy xem trong cái combo này chúng ta có gì nha. Đầu tiên đó chính là một cái khẩu trang Blackpink màu hồng. Đây, đang mùa Covid mọi người nhớ đeo khẩu trang nha. Rồi đây, Blackpink.
có hai cái bộ, có một cái kẹp hình Blackpink này đó, và có một cái bộ nhẫn vợ Blackpink luôn, có cả vòng tay, có cả vòng cổ Blackpink nè đó, hình vợ Blackpink, bịt mắt nước vợ Blackpink luôn nè, và một thời khóa biểu vợ Blackpink rồi. Thì cái combo vợ Blackpink chúng ta là có những món đồ này mọi người. Đó, tuy là những món đồ nhỏ nhắn nhưng mà chúng ta cũng đã có được những cái bức hình thật là xinh xắn qua đồ mình rồi. Đây là một cây bút hoa cúc kem nè, có giá là 5.000 đồng. Một cây bút trà sữa màu hồng 5.000 đồng luôn. Và bên này là một cây bút Vixi. Đây là một cây bút Vixi nè. Dâu nha, bút Vixi dâu màu hồng, viết không sợ bị chai tay luôn bởi vì cái này nó rất mềm. Có cả bút Vixi hình bánh nướng nè. Rất là thơm ngon luôn nhưng mà không ăn được đâu nha. Đang đó chắc là ăn luôn cái này á, nhưng mà mọi người nên nhớ là ăn không được đâu đó, đừng có thấy nó thơm quá rồi cắn đi nha. Thì đây một cái bút xì là 20.000 đồng, hai cái bút là 40 và ship là 33.000 đồng. Và đơn hàng tiếp theo là đơn hàng của bạn Trần Thị Nhung, có giá 117.000 đồng. Đầu tiên đó chính là đồ cục tóc Doraemon màu trắng, có giá là 13.000 đồng nha. Và tiếp theo chính là một cái lam lỏng, một cái hũ lam lỏng có giá là 5.000 đồng. Và hai cái hình xăm, mỗi cái hình xăm này là 3.000 đồng và hai cái hình xăm là 6.000. Tiếp theo là một cái áo hoodie Doraemon màu trắng nha mọi người. Đây, có hai cái dây kéo cổ nè. Ở bên tay nó thì có viền chữ Doraemon luôn. Đây nè. Một cái áo hoodie trắng Doraemon nha mọi người, có giá là 60.000 đồng. Ở đằng sau thì nó là một trơn màu trắng, có cả một cái nón như vậy để chúng ta đi không sợ bị nắng luôn. Có hai cái dây rút nè, 60.000 đồng, ship là 33.000 đồng. Kết thúc đơn hàng của bạn Trần Thị Nhung. Đơn hàng tiếp theo là đơn hàng đến từ vựa gạo của anh Trang, có giá là 163.000 đồng nha. Đầu tiên đó chính là một cái váy Mickey hồng. Đây, một cái váy Mickey hồng nè. Đó, ở ngoài là một cái yếm màu hồng, có hình Mickey và có một cái túi hoodie nữa nè. Đây, khi mà tháo cái yếm này ra thì bên trong chính là một cái áo laptop tóc trắng, có thể phối dưới váy hoặc quần jean nè. Đó, hoặc là quần jean dài cũng được. 65.000 một cái bộ váy Mickey hồng như vậy nha. Còn bên này đó chính là một cái bộ váy Hello Kitty vàng. Ở bên ngoài thì là một cái áo lóc top Hello Kitty, có thể phối với quần jean hoặc là quần dài này, quần tây cũng được. Cũng có thể là khi mà tháo cái áo Hello Kitty ra, cái váy này có thể mặc ngủ hoặc là đi chơi phối với áo sơ mi cũng được nè. Nói chung là rất là thời trang luôn, 65.000. Ship là 33.000 đồng, kết thúc đơn hàng của vựa gạo anh Trang nha. Và đơn hàng tiếp theo là đơn hàng của bạn Anh Thư, có giá là 260.000 đồng nha. Đầu tiên đó chính là một cây bút, một cây bút rìu nè. Đó, một cây bút rìu màu trắng 5.000. Và có cả một cây súng, một cây cái này thiệt ra là một cây bút nha, nhưng mà cây bút hình súng á, cũng có giá là 5.000 luôn. Và hai cây, một cây bút rìu và một cây bút súng, mỗi cây 5.000, hai cây là 10.000 đồng. Sản phẩm thứ hai chính là một cái áo hoodie Galaxy nè. Ở trên này thì có một cái chữ chữ gì đó cũng không biết luôn. Có một cái túi vải nó cũng khá là đẹp. Đây, nó có thun ở dưới nè. Tay cũng vậy, bên này cũng vậy. Đằng sau lưng không biết có gì đặc biệt không ta? Không, ở đằng sau thì cũng là cái màu áo Galaxy của nó thôi, cũng khá là đẹp. Một cái áo hoodie Galaxy như vậy có giá là 90.000 đồng, có cả cái nón nữa nha. Tiếp theo đó chính là hai sản phẩm, một cái áo hoodie Doraemon trắng và một cái váy caro đỏ cổ bẹp nè. Đây là cổ bèo mà, tay tay cũng tay bèo luôn. Ở phần eo thì ôm nè, đó cái váy nữa chứ. Cái váy ở dưới thì nó có bèo, khá là đẹp, rất là ôm eo luôn nha. Đây, rất là đẹp luôn, thiệt sự rất là đẹp luôn ấy nha. Không hề tăng bớt cái sản phẩm của shop đâu. Nói chung là giá rẻ mà cũng sản phẩm thì cũng rất là chất lượng, rất là đẹp luôn. Áo hoodie Doraemon trắng á thì là 60.000 đồng. Còn váy cổ bẹp đỏ như vậy á là 65.000 nha. Đó, cái váy rất là rẻ luôn, chỉ có 65.000 đồng thôi mà nhìn nó rất là sang trọng luôn, thấy chưa? Và ship là 35.000 đồng, kết thúc đơn hàng các bạn Anh Thư. Thì cũng đã kết thúc đơn hàng của ngày 13 tháng 1 rồi đó. Xin chào và hẹn gặp lại
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần tới nha. Hôm nay nói chuyện có hơi dấp một xíu, mong mọi người thông cảm và bỏ qua cho mình nha. Rồi nếu bạn nào mà cảm thấy đơn hàng ngày hôm nay có nhiều đồ đẹp á, để cho mình một like, một share, một comment và một đăng ký kênh nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người nè, bye bye.